những thứ hạt đủ màu sắc. Những gói bột pha chế cũng đủ sắc màu và không có nhãn mác, được bày bán công khai như thế này tại nhiều chợ ở Hà Nội. Và chúng được pha chế thành một thức uống rất bắt mắt, hấp dẫn, được gọi là trà sữa trân châu. Người thưởng thức món này cũng đa dạng phong phú, đặc biệt là giới trẻ. Ông em cảm thấy ăn nó hơi sần sật, thế giòn giòn. Biết chỉ biết là nó từ những cái hạt nhỏ thôi. Nó làm sẵn trong túi, xong rồi người ta mang ra người ta đun thì nó sẽ nở ra. Chỉ biết đến thế nên là không biết là nguyên liệu nó làm như nào. Nhưng theo điều tra của phóng viên tờ báo Mạng Nhân dân Trung Quốc, thành phần làm ra ly sữa và các hạt trân châu không những không bổ béo gì mà còn độc hại, vì nó chứa một vài độc tố hóa học sử dụng trong công nghiệp như clorsunfat natri ngậm nước, chất dẻo cao phân tử hay thường gọi là nhựa, đường hóa học và bột sữa. Một chủ cửa hàng từng làm chủ một hệ thống nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng trà sữa trân châu ở Trung Quốc tiết lộ, 10 ly sữa tươi cũng không cho một vị thơm đậm đà như một thìa bột sữa. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao đa số tiệm trà lại sử dụng bột sữa thay cho sữa tươi. Thành phần chủ yếu của bột sữa lại chính là dầu thực vật qua quá trình hydro hóa. Đây cũng chính là một loại axit béo. Các chuyên gia cho biết, hàm lượng chất béo trong 500ml trà sữa đã vượt quá quy định nạp chất béo cho cơ thể của người bình thường trong một ngày. Và nếu cứ tiếp tục uống sẽ rất dễ mắc bệnh tim mạch, nổi u biếu, hen suyễn, thở khò khè. Trẻ nhỏ thì giảm sút trí lực. Còn những hạt trân châu màu sắc và ngon như khách hàng đã nhận định thì có thành phần chính là bột sắn. Thế nhưng, để trân châu thêm độ dai, giòn, dẻo, người ta đã dùng đến bột nhựa polymer để trộn vào. Vậy là người tiêu dùng khi uống trà sữa trân châu cũng có nghĩa là đang ăn nhựa. Ở Việt Nam, các quán trà sữa trân châu mọc lên như nấm và đã du nhập cách đây khoảng 5 năm. Theo quan sát hầu hết ở các quán trà sữa trân châu, những nguyên liệu để pha chế trà sữa đều đựng trong những chiếc can nhựa kiểu như thế này. Nhìn những chai siro, những lọ bột sữa đậm màu sắc không khác gì so với những loại phẩm màu công nghiệp. Có rất nhiều loại hạt trân châu, khi thử làm vỡ thì bên trong không có nhân và rất bở. Nhưng khi nấu lên không hiểu sao hạt trân châu này lại dẻo và giòn đến thế. Những người bán hàng cũng chẳng biết những nguyên liệu này được làm từ những thành phần gì. Chỉ biết là hàng được nhập về từ Trung Quốc và người bán hàng pha chế theo cách mà người ở đại lý hướng dẫn. Cái chân châu này mình nhập khẩu từ đâu? Từ Trung Quốc ạ. Em có biết cái chân châu này làm từ nguyên liệu gì không? Em không biết. Đây là cho nước sôi vào để cho nó chín cái vị ý. Nếu không cái vị là vị sống đúng không? Không cho nước sôi vào làm sao chín cái vị thì không bị đau bụng chứ. Nếu theo như những thông tin mà tờ báo Mạng Nhân dân Trung Quốc đã đưa, thì những người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang hàng ngày nạp vào cơ thể một lượng thức uống có bề ngoài lôi cuốn, nhưng bên trong thì lại vô cùng nguy hiểm. Vậy mà chẳng ai hay biết, thậm chí cả các cơ quan chức năng cũng vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về món đồ uống trà sữa trân châu tới quý vị.